Dạ vâng, xin kính chào toàn thể bà con cô bác ạ. À, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem 4 chiếc xe Daewoo Lachetti. À, những chiếc xe Daewoo Lachetti số sàn và những dòng xe Lachetti series tự động nhé. Bà con cô bác mình đang có nhu cầu quan tâm với cái dòng xe Lachetti này. Có thể gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397 265 286 ạ. Đặc biệt bà con xem thì nhớ like, đăng ký và chia sẻ giúp em. À, em thì đang có mấy con nữa đấy ạ, nhưng mà anh em thì đi về rồi. Hiện tại em còn 4 con ở bãi, chứ còn nếu mà còn tổng thể thì tầm khoảng 6 con cơ, 6 7 con cơ ạ. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết từng mẫu xe một để bà con xem, để bà con lựa chọn. Đấy, bà con mình thích màu nào này, đấy, thích dòng xe số sàn hay là tự động. Một trong 4 con này thì có thể kết bạn Zalo với em. Vâng, Zalo thì em cũng dùng số là 0397 265 286 nhé. Với những cái mẫu xe Lachetti này đều những dòng xe nhập khẩu như đa nguyên kiện lại Hàn, form dáng đẹp và khá là thể thao. Vâng, trước đầu tiên là một chiếc xe Daewoo Lachetti bản CDX, chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A02905. Đây là một chiếc xe Lachetti CDX ạ. Dòng xe CDX thì bản full nó sẽ có hệ thống cửa sổ trời, điều hòa auto, ngõ, đề lổ. Đặc biệt đây là một chiếc xe gia đình sử dụng và không dịch vụ. Con này ai mà mua thì cực kỳ lợi thế là 4 quả lốp mới tinh nhá. Đây, đấy. Chủ xe họ thay 4 quả lốp mới tinh này. Đây, cái ria này còn chưa đứt cựa đây ạ. Cái lốp này là lốp sản xuất năm 2022, nhưng mà họ mới lắp sử dụng là được có bi mà được có 300 cây thôi. Đấy, đây ạ, ria của nó này. Đây, đấy. Còn chưa đứt cả cái ria thế này đi ạ. Đây, đấy. Lốp hoàn toàn là lốp mới nhá. Con này là có phiếu bảo dưỡng định kỳ này. Cặp giảm sóc đằng sau là họ cũng mới thay luôn. Đấy, 4 quả lốp là thay mới tinh nhá. Dầu nhớt cũng toàn bộ là dầu nhớt mới. Ta đang đây. Đấy, phanh đĩa 4 bánh, hệ thống xi nhan thích hợp báo rẽ bên sườn. Và xe đây trang bị hệ thống cửa sổ trời đây nhá. Một chiếc xe form dáng đẹp thể thao. Đây, cái da xịn của nó đây. Cực kỳ êm và thoải mái đấy ạ. Đấy, cửa sổ trời. Đề lỗ này, điều hòa auto đây ạ, trang bị vô lăng thích hợp. Với chiếc xe Daewoo Lachetti bản CDX 2010, một chiếc xe gia đình sử dụng, những cái phần keo chỉ của chiếc xe này đấy, keo chỉ của chiếc xe zin gần như là 100%, thì gọi là một tí chỉ nó gọi như là xước sát ngay, gọi như là đóng cửa ra vào hoặc là ấy nhẹ, thế này thì nó mất một tí chỉ ngay chỗ này một tí thôi đấy, mà cánh này không bị nhá, không bị. Với chiếc xe Lachetti này thì 232 triệu là em bao gồm mức hồ sơ hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc luôn. Hai cái màn đằng sau này em cũng không biết là có sử dụng được không nữa, nhưng chắc khả năng là không sử dụng được. Một mẫu xe gia đình sử dụng những cái phần tắp đi cánh cửa và nó rất là đẹp. Đây, rất là đẹp đấy ạ. Đây, keo chỉ bên cánh lái, bên trước và bên phụ của nó còn zin hết. Chắc là nó chỉ gọi là mất một tí bên cánh phụ bên kia thôi. Đây, 4 quả lốp mới tinh nhá. Đây, ria lốp của nó này, đấy, tận bên trong đây mà còn chưa đứt cựa. Vì cái này thì họ mới thay và chạy mới được có 300 cây thôi. Đấy, chạy mới 300 cây là thật sự là nhà cũng có điều kiện đấy. Anh đổi xe bao nhiêu lần rồi thì bây giờ là quyết định mua một con xe mới để sử dụng. Đấy, 232 triệu cho chiếc xe Daewoo Lachetti CDX 2010 biển Hải Phòng nhá, 15A02905. Xe có trang bị cảm biến lồi này. Đấy. Với con này chưa có màn hình cam lồi, nhưng mà bà con chúng ta nếu mà có nhu cầu lắp thì em sẽ hỗ trợ lắp màn hình cam lồi cho bà con. Đây, lốp đây. Đấy. Lốp rất là đẹp nhá. Vì 4 lốp mới mà. 232 triệu, khá là hợp lý để bà con có thể lựa chọn và tham khảo. Với mẫu xe nhập Hàn tự động, form dáng đẹp thể thao, thích hợp với mọi lứa tuổi, thanh niên hay là trung tuổi hoặc là lớn tuổi đều có thể sử dụng được chiếc dòng Lachetti này nhá. Có hai túi khí an toàn đây. Đấy, hai túi khí an toàn, phanh đĩa đầy đủ. Đấy, số của nó đây ạ. Điều hòa auto. Đăng kiểm con này thì còn rất là dài đây. Đến tháng 3 2024 ạ. Dạ vâng, Daewoo Lachetti bản CDX được sản xuất năm 2010. Đây, em lổ máy và chỉ gọi là quay sơ qua một chút xíu về phần máy để cho bà con chúng ta cảm nhận về phần máy của chiếc xe Lachetti CDX này nhá. Đây, em lổ luôn đây. Đây, em quay luôn phần máy của nó đây.
Đấy, đề máy rồi đi ạ, lổ máy rồi đi ạ. Nhưng mà tiếng máy lổ phải nói là rất là ok. Đấy, rất là êm. Cái dòng xe la này thật sự là cực kỳ là thích ạ. Đây, đấy, phần khoang động cơ của chiếc xe la Chetti Cedric 2010 đây. Và nó là cực kỳ là ok bà con nhé. Đấy, cực kỳ là ok. Đây, dây Corolla đây, máy khô ráo sạch sẽ. Với dòng xe la Chetti thì là 100 con là hết 99 con là làm lại máy. Chả có con nào là con không làm lại máy, là xác suất thì ít lắm, chỉ có trường hợp là người ta không đi lại thôi. Đấy, máy phải là đại chất luôn. Khung gầm chắc chắn, 4 lớp mới, cặp giảm sóc đằng sau cũng là mới luôn. Một chiếc xe rất là đẹp, trang bị điều hòa auto, đèn bi, đèn tự động luôn này. 232, đấy 232. Cũng là một chiếc xe Daewoo La Chetti bản Cedric, nhưng mà con này là 2008, bản thiếu, nó chưa có cửa sổ trời. Biển Bắc Giang 98A, 58234, đấy. Với dòng xe La Chetti Cedric này thì đó là bản thiếu, đương nhiên nó sẽ không có cửa sổ trời. Đây, đấy, nếu bản đủ nó sẽ có cửa sổ trời, con này 208 nó không có cửa sổ trời này. Xi nhan thì cũng là thích hợp báo rẽ bên sườn đây. Với chiếc này em đang bán chỉ có 189 triệu đồng. La Chetti Cedric 2008 nhé. Đây, trần nỉ này. Con này có màn hình cam lùi và có cả cam hành trình nữa. Táp ly đây. Khá là ok. Đấy. Màu xanh biển Bắc Giang nhé. À, con này thì em mới cập nhật giá lại nhé. Đấy, chỉ còn có 185 triệu đồng thôi. Đấy. Vâng, 185 triệu cho chiếc xe Daewoo La Chetti Cedric được sản xuất năm 2008, tự động biển Bắc Giang này, 98A 58234. Đây, xe có trang bị cảm biến lùi này, cam lùi đầy đủ này. Cái màu xanh này thì nó cũng khá là lạ. Đấy, cái màu xanh này cũng khá là lạ nhé. Na đăng lúc đầy đủ đây. Đấy. Lốp con này cũng còn tương đối thôi ạ, lốp mòn. Nó cũng đứt lốp rồi. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng ok thì thay lốp đi, nó sẽ ok hơn rất là nhiều, xe là cũng sẽ chạy đầm hơn. Đấy. 185 triệu với chiếc xe Daewoo La Chetti Cedric 2008 bản thiếu, không có cửa sổ trời nhá. Đấy. Tự động thì em đang có một con màu đen biển Quảng Ninh nữa, nhưng mà anh em đi về rồi. Và còn một con số sàn, đấy, biển 28 Hòa Bình, anh em cũng đi về. Đấy, thì hôm nay đánh đại diện là có hai con tự động và hai con số sàn. Vậy là hai con số sàn này, đấy, đều là 2010. Với chiếc xe mang biển từ Hà Nội 30A08706, được sản xuất năm 2010. Cái này biển Hà Nội nên bà con cô bác mình khu vực Hà Nội và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, mình sở hữu chiếc xe này sẽ không phải lo ngại tiền biển nữa. Đặc biệt với chiếc xe này, chủ xe cũng đã full đồ chơi rồi, như là hệ thống áp suất lốp này, đấy, la đăng đúc này, xi nhan cũng thích hợp báo rẽ bên sườn. Và giá của chiếc xe La Chetti Cedric này em đang bán chỉ có 195 triệu đồng thôi nhá. Đấy, 195. Vô lăng rất là đẹp, xe nhập Hà, nội thất sáng sủa đây, ghế da hai màu, trần trang bị trần 3D, full đồ, màn hình cam lùi và có cả cam hành trình nữa. Xe có trang bị hai túi khí an toàn, một bên lái và một bên phụ ạ. Lót sàn 3D, thảm để chân đi kèm. Một mẫu xe gia đình sử dụng nên những cái phần này của chiếc xe phải nó còn rất là đẹp. Đây, đấy. Keo chỉ của chiếc xe thì zin hết, máy gầm đại chất nhá. Xe bán ra có cam kết là không bị tai nạn ngập nước, em cam kết giấy tờ chuẩn chỉ. Bao rút hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc cho bà con cô bác. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp đây. Táp ly này. Keo chỉ zin hết nhá. Được trang bị áp suất lốp đây. 4 cái áp suất lốp, chẳng may mà lốp nào nó mòn hoặc là bị thủng lốp đấy ạ, nó sẽ báo để chúng ta có thể đi an toàn đường xa. Được option như là hệ thống đèn này, tay nắm mở cửa được ốp e-lock mạ chrome đầy đủ rồi. Về phía đằng sau cũng có trang bị cảm biến lùi đây, cam lùi, biển 30A08706 nhé. 195 triệu đồng cho chiếc xe Daewoo La Chetti bản SE 2010, gia đình sử dụng và không dịch vụ, biển thru Hà Nội. Rất là đẹp cho bà con của bác để sử dụng. Đây, biểu tượng của La Chetti SE đây. Đấy. SE thì nó sẽ là số sàn và Cedric thì nó sẽ là số tự động nhá. Đấy. Đây, tay nắm mở cửa được ốp e-lock mạ chrome rồi. Đấy, rất là ok cho bà con đây. Bà con tầm tiền dưới 200 muốn sở hữu một chiếc xe số sàn nhập khẩu thì có thể tham khảo chiếc xe này. Rất là đẹp, rất là ok. Đấy.
Đây bà con xem này, màn hình đầy đủ nhá. Em đang nổ máy, chắc để em sẽ quay phần máy cho bà con chúng ta cảm nhận luôn. Đăng kiểm con này còn đến tháng 9 thì phải. Tháng 9 2023 nhá. Đấy, tháng 9 2023. Máy thì em đang để nổ đây. Và bây giờ thì em sẽ mở lắp cabo và quay phần máy để cho bà con chúng ta nghe tiếng máy và cảm nhận tiếng máy của chiếc xe này nhá. Dạ vâng, đây là phần khoang động cơ của chiếc xe Lachetti số sàn 2010 bà con này. Máy rất là ok luôn. Đấy, dây Corolla này. Máy khô ráo sạch sẽ và không có hiện tượng ngấm dầu chảy dầu ạ. Với chiếc xe số sàn này đương nhiên là nó sẽ làm lại máy rồi. Đấy, máy nổ êm chất. Vâng, 195 triệu đồng cho chiếc xe Daewoo Lachetti bản SE. Đấy, 2010 bà con nhé, 2010 biển thủ Hà Nội. Rất là đẹp, rất là ok. Và là một chiếc xe Lachetti SE số sàn biển 37 Nghệ An 37A57941. Với chiếc xe này thì chủ xe họ đã độ đèn bi này. Đấy, đèn pha, đèn gầm đều đèn bi, giả đèn led. Bây giờ đợt đăng kiểm thì đèn bi chúng ta đăng kiểm được, nhưng trường hợp với đấy, chúng ta đèn của nó vẫn độ sáng bình thường, nó không quá so với quy định của nó nhé. Đấy, con này đăng kiểm của nó cũng gần hết, thì nếu bà con mua thì em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới ạ. Vô lăng con này thì nó cũng còn gọi như là so với một số con khác thì nó cũng chỉ còn tương đối thôi. Đấy, nội thất của nó đây cũng có màn hình cam lùi, cũng có cam hành trình, chân cũng là trang bị trần 3D mát mẻ rồi. Đây, táp lô, táp ly, táp lục của nó đây. Đấy, khá là ok luôn ạ. Và giá của chiếc xe Lachetti này thì em bán trước là 219 triệu. Nhưng bây giờ em đang giảm giá còn 199 triệu đồng thôi. Lachetti SE 2010 biển 37 Nghệ An. Đấy. Giá là ok bà con nhé. 219 và giảm xuống còn 199 triệu. Màu là màu xanh đá. Đấy, màu xanh đá biển 37 Nghệ An. Nội thất ok sáng sủa, lót sàn 3D. Với dòng xe Lachetti SE này có hai túi khí an toàn. Đấy, hai túi khí an toàn nhé. Đây, một bên lái, một bên phụ đây. Đăng kiểm con này gần hết ạ. Tháng 7, 2023, bây giờ là cuối tháng 5, đầu tháng 6. Thì còn 1 tháng 14, cho là 1 tháng rưỡi đi. Đấy, tháng rưỡi nữa là sẽ hết đăng kiểm. Vâng, 199 triệu Lachetti SE 2010 số sàn biển 37 Nghệ An. Vâng, vừa rồi thì em đã đi quay cho bà con cô bác xem là 4 chiếc xe Daewoo Lachetti tự động này và số sàn. Giống kiểu là những dòng xe Lachetti SE là số sàn và Ceric là những dòng xe tự động nhé. Bà con cô bác mình quan tâm, đấy, ai đúng chân, đúng mệnh, đúng màu một trong 4 chiếc xe Lachetti này, hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.